Những ngày này, tại số nhà 29/2 đường Lê Lợi, phường Minh An, luôn có những chuyến xe ra vào. Đó là những chuyến xe của các bậc phụ huynh dẫn con cháu đến địa điểm nhận quần áo và sách miễn phí do ông Bùi Quý Phong và các tình nguyện viên tự nguyện tổ chức. Thông qua trang Facebook cá nhân, ông Bùi Quý Phong đã đăng thông tin về việc tổ chức điểm đổi trao nhận sách này. Vậy là những học sinh vừa lên lớp đã mang sách đến địa điểm này, gửi lại cho ông và nhận lại bộ sách giáo khoa của học sinh lớp trước. Cứ như vậy, hàng trăm bộ sách giáo khoa đã được luân phiên hoán đổi, giúp tiết kiệm tiền mua sách. Năm học này, khối lớp 2 và lớp 6 phải học sách giáo khoa theo chương trình mới, với giá trị trên 500.000 đồng một bộ. Biết các phụ huynh sẽ khó khăn khi phải mua sách mới, nên ông Phong đã tự nguyện dành tiền của mình hỗ trợ mỗi bộ sách 50% giá tiền, đồng thời tặng kèm vở bút viết cho các gia đình. Biết thông tin hoạt động, nhiều phụ huynh trong và ngoài thành phố Hội An đã đến nhận và đổi sách. Đấy là em có 6 đứa con, mà trời con em đi học mà chưa sách giải chưa có gì hết. Em nghe là lên mộng, cái là em nghe anh Phong là cho giải sách, em tự nghĩ em chạy qua đây. Em xin giải quyền sách cho cháu đi học, em xin cảm ơn. Đấy là không đi lùm chứ được hết. Và bỏ mới con nhỏ mới đẻ cũng chưa đi lùm chứ được hết. Vừa rồi có ngang cháu có đuối lại với anh Phong thì có hỗ trợ ba đồ em bé học sinh, đồ với lại sách vở viết đồ cho các em học sinh. Thì nói chung là xuống cũng xin vỡ ố quần đồ về cũng đã bớt một phần tiền trong gia đình. Khi thấy hoạt động này ý nghĩa, nhiều người đã mang thêm đồng phục học sinh cũ đến để người cần thì lấy sử dụng. Nhiều gia đình có đông con đã đến lựa chọn quần áo vừa vặn chuẩn bị cho năm học mới. Biết hoạt động ý nghĩa này, đến nay một số cá nhân đã góp thêm kinh phí để ông Phong mua sách lớp 2, lớp 6, vở bút để cấp phát. Đặc biệt, có tiệm quần áo đã hạ giá thành chỉ bán cho ông Phong với giá 80.000 đồng một bộ đồng phục mới để ông Phong giúp mọi người. Từ đó, ông Phong lại hỗ trợ cho mọi người một nửa số tiền, chỉ còn 40.000 đồng một bộ đồng phục. Sau cái chương trình mà 28 tấn gạo để giải cứu cho bà con khó khăn ở Hội An, thì mình đã hiểu ngay rằng cái đời sống kinh tế của bà con nó quá sức khó khăn rồi. Vậy thì thôi thì làm thêm một chương trình nữa. Mình có mệt thêm vài ngày thì bà con cũng được nhờ. Tôi không ngờ rằng là khi tôi đăng lên một cái là 300-400 lượt chia sẻ luôn và ủng hộ. Thì chương trình của tôi là gồm có là trao đổi sách vở. Rồi phụ huynh nào mà không có sách thì vẫn cứ tới nhận. Bên cạnh đó là y phục của học sinh. Thì cái chương trình này á, là tôi có hỗ trợ, tôi mua sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 là cái chương trình cải cách. Vậy thì bây giờ mà nếu biểu phụ huynh là bỏ ra 500 mấy ngàn thì đúng là quá sức, họ khó khăn lắm. Cho nên thôi thì tôi nghĩ là mình vẫn còn cửa ngoại được. Thì tôi mua về để tôi bán lại là giá là hỗ trợ 50%. Tức là ví dụ như là 540 thì tôi lấy là 270. Đó, rất là mà có nhiều phụ huynh là tới đứng rưng rưng nước mắt là không có tiền để mà mua một nửa tiền đó. Họ không có được 270 để họ mua. Thì rồi thì thôi thì là giúp cả Hội An mà. Chứ đâu có giúp gì cho riêng ai. Bây giờ mà ưu tiên cho một số người nào đó thì nói thiệt tôi cũng không thể làm được. Đó thì thôi thì ta cứ giữ nguyên cái mức 270 để tôi có thể làm được lâu dài. Rồi phụ huynh nào cần sơ vỡ hạp viết cho con thì tới nhận. Cho tới ngày các em vào trường, không dám nói rằng là giúp hết được, nhưng mà được từng nào ta làm từng đó. Năm học mới đang đến gần, việc làm đẹp của ông Phong và các tình nguyện viên sẽ góp phần chia sẻ với các hộ gia đình khó khăn, nhất là trong lúc kinh tế các hộ đang bị ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng của dịch bệnh. Từ đó giúp các em học sinh có thêm điều kiện an tâm đến trường.